chào cả nhà. Này có anh Đăng ở bên bên Mỹ. Về chào. Nhưng mà hơi tối nha các bạn. Đây đặt được bộ bàn ghế này ra mới có nè bạn. Để đây chú. Giờ hai anh em chuẩn bị ráng cố gắng ráp trong trong đường họ mình xài luôn nha các bạn. Này là ghế. Khánh thành một bàn ghế mới luôn nha. Giờ chú đúc vô. Dạ. Rồi con cảm ơn nghe chú. Dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều. Dạ, chú nhớ đường ra không đường nó hơi cái đấy. Nghe không? Bò theo gì? Dạ, tại có một đường ha, đường lỗ ra lỗ đan hả chú? Đây. Rồi, khui bạn ơi. Chút xíu nữa là xong. Bạn ơi, cái này là cái nào rắc nó nấy, đừng khui, đừng khui hết nha bạn Kha. Rồi. Cái này là cái này. Này có anh Đăng nó về chơi bắt anh phụ luôn. Không có bằng cái này, chắc đầu bên này. Đổi. Anh cầm chứ. Dạ, không sao đâu. Này là cái bàn nè. Chưa cũng không đúng nữa. Ủa sao cái lỗi bên kia vậy ta, hay bên kia hay là bên đây bên kia nè. Như cái con nằm dưới á bạn Kha ơi. Đúng rồi, vậy mới đúng á. Cũng chưa đúng nữa. đúng mà vậy mình ép lại hồi từ từ vô à. Đóng đại lại vô à. Lấy cái con dao đóng vô là nó vô à. Đóng vô. Cái dưới nó vô, cái này dưới này không vô, vô không vô rồi mình đóng nó vô. Còn cái này đúng rồi nè, mình nãy vô lấy. Ủa đâu? Đây. Đóng chưa? Chưa, mình chưa đóng. Sao được? Cái này làm sao? À, sao mình bỏ cái này lên mình đóng vô luôn cho nó cứng hai cái lực nè. Cái này à, bố nó vậy nó nhúng đã nó. Cái này chưa ok, cái này nó được, cái này nó được. Khác kìa. Chắc nó sao nó gấp làm sao không giờ mà mình gấp không được. Nó quên lỏng cái này rồi. Ờ, có cái cây đó. Coi chừng cây đó không phải nha, cái cây ngang dưới nha. Nguyên bộ này không phải pha gì. Cái ghế trước thì hồi xưa đem dao ra. Cái này là cái gì? Cái bàn. Cái bàn dễ cho mình lúc trước ta. Nhưng mà giờ không có cái này. Không có cái bàn là quan trọng nhất mà dao dắt chưa được, để sao đi. Chắc cũng quên rồi. Cái ghế không có quan trọng mà cái bàn. Lộn một cây rồi nha. Mà chừng làm bên kia nó dư một cây nữa nè. Thank you.
nữa mà gọi này, lấy cái búa bự để cây để lên là sao á. Thì ra con dao đó. Rồi, trong khi chờ đợi bạn Mến đóng bàn gòn ghế sắp dừng xong rồi. Thì bây giờ bạn Đen sẽ làm cơm tối các bạn ơi. Nay mình ăn ớt xào mướp với thịt ba rọi muối chiên. Giờ mình ớt. Rồi. Ăn cái chân gòn mới với có anh có anh Đăng về chơi nay về miền Tây chơi phải ăn món miền Tây chứ. Cơm nhà đạm bạc. Mà bây giờ đó là 9 giờ rồi mà chưa có cơm ăn. Tụi mình làm hơi trễ nay, lu bu bộ bàn ghế này hơi trễ rồi. Tao ráp bộ bàn ghế cỡ quá. Rồi ớt này làm gì bạn Đen? Xào mướp. Rồi mình ướp mình để đây đi. Rồi. Giờ mình cắt mướp ra. Này mướp hồi chiều này mình mua ở chợ Bình Thành nè. Rồi. Nè, mướp người ta bán ở vườn á cho nên ngon. Nó cái trái nó không có được bự nhưng mà nó rồi. Ngon lắm tại vì nó không có thuốc cho nên nó như là mướp mướp này, mướp mướp vườn ha. Mướp vườn á. Giờ mình cắt ra. Hôm nay ăn cơm với ớt xào mướp, thịt chiên. Thì món này là món này cá bóng lèo kho khô tiêu. Cá bóng lèo kho khô tiêu. Bây giờ bạn Như sẽ tiến hành đập tỏi. Để xuống coi. Bầm luôn hả Đen? Bầm chứ. Hơi đều rồi nhỉ. Ừ. Nãy giờ thì đang ra để nhúm lửa giùm bạn Đen à. Ê nhìn này để bếp vô cái. Nó ấy đâu mày. Ra chuẩn bị đâu? Chảo nóng rồi. Cháy dầu. Trong đó có ít dầu à. Tỏi vàng là làm gì nữa bạn Đen? Ớt vô xào cho nó săn lên. Wow. Thơm chưa? Thơm rồi đó. Thơm đấy. Bây giờ mình xào cho nó săn lên. Xong. Sao bạn Kha? Bộ bàn ghế đang hoàn thành. Đây. Công sức nãy giờ quá trời mệt. Có anh đang phụ đổ mồ hôi luôn. Chắc phụ dịnh quá. Anh đang phụ được cái gì hả? Anh đang phụ đổ mồ hôi luôn. Đây. Anh đang ngồi thử anh đang. Anh đang ngồi lên ngồi thử coi. Chắc có chắc không? Nhẹ lắm. Anh có 5-4 kg à, không sợ sập. Đây là bao, cái dầu này bao sập luôn á. Ờ. Thôi ngồi riết cái nó xẹp xuống anh nói gì nè. Cái này nữa mình phải đóng thêm lại. Cái nẹp anh. Làm gì là ok à? Dạ, được rồi. Quay xa ra cho nó nguyên cái bộ bàn ghế. Hợp với lại cái máy lá này hả? Rồi, bạn Đen xong chưa? Đây. Để mò lên cho tôi với anh đang ngay. Mình đang từ từ, cứ từ từ. Đây là đang xào mướp. Đó, đây là xì đổ đi nha. Đây là ớt hả Đen? Ớt. Còn đây là làm gì? Dầm chế dầu, mình chiên thịt ba rọi. Này là thịt ba rọi mà muối nè. Muối. Mình ép thịt, ép xào với mướp thơm. Mướp ơi, nó chín rồi đi. Mình bỏ mướp vô. Mướp này chín mua ngoài chợ. Mướp hương thơm lắm.
mà nó không có được bự tại vì á, người ta trồng ở vườn người ta không có rải thuốc á. Nó hơi bị thịt cái nó hơi bị nhỏ. Thì làm gì nữa đây? Dầu sôi rồi mình bỏ thịt vô mình chiên. Đây, thịt. Thịt ba rọi. Mở nhiều hơn thịt. Không, nhưng mà anh thấy ngồi đất thì nó vui hơn. Tại đông quá mình ngồi được. Lâu anh đang về đãi anh ăn miếng món đạm bạc của anh đang đừng buồn nghe. Có những cái món này đâu phải dễ đâu. Dạ. Ở bên đó. Không có à? À, món đồng quê mà ớt nhái đâu có đâu, bên đó còn bắt. Dạ, với mấy cái trái bước này nè. Dạ. Đó. Món ăn chân giả ngon mà. Mình chắc có làm muối, làm nước mắm à? Anh đang ăn cay được không anh? Ừ. Anh ăn cay không? Được, không sao. Vậy là anh đang là cùng hội với bạn Kha rồi. Dạ hả? Dạ, anh cùng hội với em rồi, còn bạn Mến thì... Mến ăn cay dữ lắm hả? Dạ. Em ăn cay cũng được. Trời, tụi nó nói Mến ăn cay dữ. Mến là ăn siêu cay luôn á. Cái nồi kho quẹt thì bạn Kha. Khét rồi bạn Kha ơi. Đấy, nhắc xuống. Tại nó nóng nãy giờ rồi á. Còn đây là đó, ra dĩa kho khô luôn hay là để chừa lại ta cái đùi kho quẹt á, kho khô quẹt á ừ. Bụng mới kêu ốt ốt đói hả bạn mới hỏi rồi anh đang kìa rồi bữa anh đang có kêu không bữa anh đang có kêu không rồi đùi nè thấy đồ ăn ngon quá rồi cái bụng nó kêu à. Chưa khác cái chị khác các bạn ơi. Cái này là cái đùi nè mà như mà bây giờ nó rớt em xào cái nó cái này mà lấy dĩa lấy ai đem lên luôn lên đảnh luôn bạn nghe. Dĩa nó mềm á, con này nó mềm quá. Cái ghế á. Cái đó phải có cái ghế mới được nha bạn Kha. Mẹ đâu vậy? Sao kêu ra cho nó chơi mà. Rồi giờ chuẩn bị dùng thôi ba đã rồi mẹ không có ra. Đưa Trang ngồi ghế bên kia đi cha. Ngồi ghế thấp không? Cái này để mình ăn cơm hồi này uống sau đi. Uống hả ăn cơm? Dạ. Con nó bụng quá à. Giờ mình vừa ăn uống đi. Giờ ăn cơm mà đâu có uống được đâu. Nó đi làm sáng giờ. Nó ăn có một bữa buổi sáng à. Ừ, vậy cãi nó cho nó trả luôn cái rồi mắt chi mà lo mắt chứ rồi mời cả nhà mình ăn cơm ăn thử cái con gì cá gì bông leo nè anh đang dùng tự nhiên nha biết là cá gì nãy mới nói cá bông leo anh cá bông leo hả ồ lần đầu tiên nghe cái tên mà mới thấy cái con này á kho quẹt á kho quẹt ăn ngon lắm á cá bóng leo hay cá bóng nhảy gì là cũng nó á ngon cái vị mặn mặn ngọt ngọt cay 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 nữa cay nhẹ nhẹ chứ cay quá là mất luôn ngon luôn gặp mình không ăn cay được nhiều ngon á công nhận ngon á tự nhiên anh hay giờ thấy đang làm mà ăn không được đúng không được không bạn Kha hả cho xin ý kiến đi tôi hả được đó thử món này đi tại tôi đói quá à làm nên chú cái đùi nè ăn mến sao mà cho ăn mến cái giò như vậy hả ngọt, mút hương cũng thơm nữa.
Ngon đúng không? Ui, mình phơi vậy nhưng mà mình nấu. Có mấy lon phơi không? Để hai lon 7 giờ với nó cũng được à. Mà nay mình khai trương luôn cái bàn ồn ghế mới không? Giờ mình ăn cơm. Tí mình hãy uống sao? Uống chút mừng. Năm nay mình có bộ làm mới à. Trong chờ bao lâu rồi ha? Bữa nay được ha. Lâu lắm rồi đó. Để cho anh ăn đi. Lúc đi. Ăn đó đi. Tự nhiên. Tôi với bạn đây chúc mừng bầu ghế mới. Rồi, tôi với bạn nhau. Rồi. Sao uống nhìn vợ là sao? Nhìn đậu giờ uống nhìn đen chứ. Bạn là đậu mà. Không quên nhìn đen. Chưa uống mà sỉnh luôn rồi. Nhìn đen nó có cú giấc miếng nào. Bạn thay đốt nhiều quá. Thì uống đi. Đưa lên rồi nó nhiều với ít. Trời ơi. Đâu được. Sao không được, đúng rồi. Nữa đi. Nãy em nhìn đây đúng không? Mới uống anh đang miếng cứu giấc tôi miếng quê. Bạn không cứu giấc tôi, ai cứu giấc tôi? Tôi với bạn thì ai cứu tôi? Uống đi mà. Đó, lỡ. Đây. Nói gì nói thì hôm nay cũng chúc mừng hàng mình hàng có đây cái chúc bạn ngủ ngon luôn. Chúc bạn ngủ ngon. Mình đi ngủ à. Chúc mừng lần thứ mấy rồi đó. Ăn này đúng rồi, uống rồi thật này uống bia đúng không ạ? À, thì nãy chùa kêu chùa chiên lại là đúng học luôn luôn á. Để thấy rồi đồ ăn dọn ra nhiều quá. Vậy ba người uống nó bị thiếu sao ha? Thiếu tay nhỉ? Không động sao ai? Làm sao? Ba người nó không uống. Thì ba người thì uống ba người. À, ý nói là nó lẻ hả? Đúng rồi. Không? Có, dạ, bây giờ đúng hai rồi. Người là ly, hai người ly vậy đó. Dạ. À, còn này ba dạ, cái tự dạ, nhiên. Dạ. Không có lẻ. Nói chẳng. Bây giờ mình rót hết ra ba người mình uống một cái. Vậy nè. Hồi nãy là tôi uống với anh Đăng. Xong ông uống với tôi. Giờ ông uống với anh Đăng mới đủ. Rồi. Rồi. Chưa. Uống rồi mà. Chưa. Chưa. Em với anh chưa uống. Em là mới uống với em không à? Dạ. Không có, bây giờ mình xóa vô luôn. Đấy, bạn thấy tôi nuôi ly chứ. Sao vậy? Bạn không thấy tôi nuôi ly. Rồi tôi như là giờ tôi uống với anh Đăng, xong rồi đang uống với nhau đúng không? Đủ rồi. Dạ. Rồi là đi tour. Đi đầu tiên á. Rồi đó nè. Nè, phải thích không không? Đi đầu tiên là tôi uống với anh Đăng. Ừ. Là đem qua đây. Ừ. Xong ông uống đi với tôi, là tôi 2 ly. Giờ là ông uống với Đăng không đủ. Ông 1 ly. 2 ly chứ. Anh Đăng mới có nửa ly à? Đâu thì tôi anh ăn nửa ly nhưng mà anh giờ anh đang uống với ông nó là một ly nó đồng hết. Ủa mà nhớ là anh uống với lại gì mến rồi mà. Chưa anh uống với em uống, phải không? Chưa anh mới uống có nửa cái gì vậy. Nhớ rồi cái góc ly để đây anh cầm. Dạ hết tự nhiên mà mình thanh giác kịp không? Không đúng rồi hả ông Kha nói vậy là đúng rồi. Tôi uống anh đang. Bây giờ ông uống được một ly rồi là hai cái nữa rồi đúng không? Ừ xong ông bây giờ tôi uống mới nửa cái à. Ừ anh đang nửa cái. Đúng rồi vậy đúng chưa? Ý đang là uống anh với lại mến uống nữa thì mới đều mỗi đúng người. Rồi đúng rồi đúng rồi. Vậy nó mới đều. Ok vậy thôi chia vui nha. Dạ. Mấy anh em nha. Dạ dạ. Mà uống một chút hả? Uống không, uống em với anh thôi chứ có hai người. Uống ly, uống nửa ly. Để nói em mến nói uống chi ba ra. Uống chi ba cài cắn lưỡi. Ta bị lỗ. Bị lại. Lại được nửa ly. Này nó canh dữ quá. Không ăn chạy gian, được. Ăn gian mà ăn gian không được không bỏ. Tại tự nhiên bị lại lỗ nửa ly cái nó xí xó nữa chứ. Dạ đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao mà hay vậy trời. Hay quá. Nó bị sai sao nè. Đâu vậy? Tôi sai. Không, cái ly này đúng rồi đó. Thấy đúng rồi. Thấy sai sai. Đâu đó. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Nhà mình tối à? Ừ, mình đâu á. Rồi chúc bạn cũng ngon lần hai nha. Bạn dọn này nha. Ờ ok. Ok không? Ok, rồi mình dọn. Chút ngủ ngon uống vừa dứt điểm đi xong cái nằm xuống ngủ luôn á. Viên gốc miền Tây mà uống dữ lắm. Đó quá hay quá.
vậy mới là vậy mới ăn men chứ là người miền Tây chứ. Còn mấy lon không? Thôi hết đi. Là lon không? Có thêm lon nữa. Lon là ba người. Cá nữa. Vậy để cho khỏi nói không? Khỏi nói uống người uống ít uống nhiều. Rồi. Để sức mai đi làm. Chiều mai về uống. Dạ không có thấy hai ba bạn tha luôn à. Thấy hai ba, thấy ba hai ba bạn tha luôn á. Gấp cái miếng thịt nhỏ xíu rồi nhìn thấy hai miếng hả? Ăn mà ăn không được luôn. Mới diễn xong vậy sao? Dạ ăn hết thấy màu gấp đường rồi. Gì hết thấy đường gấp mồi chứ. Hết thấy màu gấp đường rồi. Hết thấy đường gấp mồi. Hết thấy màu gấp đường. Bây giờ là đo mắt cậu mua hiu rồi. Nghe nói như còn nồi chè nữa đó, mình chửi chết trái. Mày. Còn nồi chè nữa, qua đấy rồi mai là nồi chè hư á. Chửi trái. Nó, chè mình ham lại, nó mình nước mình ngọt không hư đâu. Không, mà có nó cốt, có nguy cơ nó hư. Nước cốt thì có mình làm lại. Nó đâu hư đâu. Không mà nước cốt mình bộ lại ăn này cũng không. Giờ mình ráng mình chia ra nha, hết uống hết nồi chè đi. Không, cái gì đoạn thang cái hiếu bằng hết, nhưng phải bỏ nồi chè đi. Không à, anh đang về Mỹ là anh đang lên ký luôn. Anh đang ăn đừng hết nồi chè đó là đừng lên đợi ký. Đừng có đợi gì về Mỹ, tối nay tăng ký đi. Nãy giờ no, cái nồi nước cốt dừa đó là một trái dừa khô. Là dắt nước kẹo thì là kẹo luôn á. Bây giờ là anh đang ăn là ngày mai lên 2 ký luôn á. Dưỡng eo, anh đang dưỡng eo mấy chục năm nay, tự nhiên hôm nay về Việt Nam á. Tư đường heo luôn. Bữa mẹ dắt một trái vừa bự thì là đâu, bự. Hai trái. Hai trái luôn á. Hai trái luôn hả? Hai nậu hai trái luôn á là mình khoai mình là cho một trái đi. Ha. Nó béo có luôn. Béo. Ở cái hồi chiều nó còn nước béo cốt đầu á, nước cốt đầu mà mình dắt là nó kẹo, nó sệt luôn á. Là cái nước cốt đầu tiên mình dắt chỉ một lần sơ qua thôi là nó kẹo. Nói chuyện chơi đi. Còn cái lần sau á mình dắt nước cốt dảo. Dễ gì? Thì để mình nấu thì mình đổ nước cốt đặt vô mình quậy lên. Giờ là chia ba, khỏi có chia ba bạn kha phải đốt phải đầy chứ. Chia ba không hết, ly này hai ly. Giờ là giờ anh đang có quyền lựa chọn, giờ anh đang uống dài. Anh đang uống nhiều bạn mến cũng được, anh đang uống nhiều được. Đâu, thì mình uống ba tự đi. Bây giờ ba khúc nè, cái ly này nó ba khúc nè. Tôi ba mến uống khúc dưới. Mình uống theo thứ tự. Chia ba nữa. Bạn nào để xuống, để cái ly xuống nó mới đồng. Đó. Rồi, được rồi. Đó. Đầy luôn rồi. Rồi, giờ uống trước rồi ta. Không, giờ nhiều anh đăng lớn anh uống trước. Thôi cứ trừ phải qua trái nhẹ đó. Hoặc là từ đây qua đây, hoặc là từ đây qua đây. Tại sao? Bên đây đâu đây? Họ này héo rồi nè. Họ này héo hai mình nhổ, hai anh em mình nhổ luôn. Rồi. Bứng gốc luôn. Bứng gốc. Rồi. Héo phải không? Héo không? Giờ vô đi. Giờ uống sao mà nó cứ chia ba. Em uống trước nha. Chia ba đó, nó có ba lắm nè. Hai ba nè. Hai nè. Thằng ba nó lời. Tại vì thằng cái ở trước nó mình nó rộng lắm. cái đứng tóm lại hả? Tóm lại. Thì vậy đi, coi như. Vậy cứ vậy tính đi. Thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp cái gì? Trời được uống mà làm như bị uống. Đây là lần này anh đang nói là được uống nha. Chị không có ép uống hả? Được uống. Chính xác nha. Đó rồi. Trưa nữa trời đất ơi. Dám luôn á. Nó cũng trưa nha. Anh kê cho cái miếng nha. Nó coi từ từ. Ha, ông cũng còn anh đây nó bị chinh, nó bị chinh nè. Hả, 1 cm, 1 mm. 1 mm. 1 mm hả? 1 mm. Rồi xong. Vô vô ha. Dạ. Rồi chia ba đi. Kệ. Uống lẹ mau tới. Mau tới là mau tới cái giường á. Mau tới giường à? Ừ. Uống lẹ mau sai mau tới giường. Wow, chính xác luôn á Mến. Chính xác không? Cái hơi mình á. Hồi đây là nó còn cao cao một chút, đúng không? Còn cao cao một chút. Còn cao cao một chút. Không, mục đích là bù qua được rồi. Đúng không? Vậy á, cái đứa nhỏ hiếu, mà hay cái đứa nhỏ hiếu không? Thì mình đã bắt công hiếu rồi. Bây giờ đổi ca nè, giờ tôi bước lên chai nữa, đổi ca rồi, bạn muốn đầu. Tôi không chấp. Có nhiều gió hiu hiu rồi. Không, bây giờ còn như đâu mình chơi hết bao nhiêu, mình chia ra. Thấy chưa, Gió hiu hiu rồi. Gió hiu hiu. Cái này bứng gốc luôn.
vẫn nhóc em nãy xuống mường luôn á. Rồi cho hai cái giường đi. Bạn bạn ăn mến vô tướng rồi tôi vô xào đó. Ăn con cá rồi. Cái này nói chứ nhất là đá nó chảy ra chứ bia nó đâu nhiêu đâu. Rồi bây giờ thì cũng là cũng tối rồi, tụi mình xin dừng clip ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Sáng mai thì tụi mình sẽ dắt anh đang đi chợ xã chợ chồng hổm tụi mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn sáng mai. Sáng mai chào nha. Mọi người anh Năng ơi. Chào. Rồi giờ chuẩn bị chào dạ. Hẹn gặp lại các bạn ở sáng mai, sẽ dắt anh đang đi chợ xã. Trời ơi này. Không nghe mấy anh phải dùng hết cho em. Cái này hại anh.